Khi mình nhận lời cộng tác với Pantado với tư cách là giám đốc học thuật của Pantado, thì điều mình thực sự băn khoăn là làm như thế nào đấy để học thuật được truyền tải tới các bạn nhỏ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và vui vẻ nhất. Và đấy cũng chính là triết lý, là con đường mà Pantado đang theo đuổi. Và để thực hiện được điều này thì chắc chắn chúng mình sẽ cần có công cụ. Với tiếng Anh thì là hệ thống, những gì mà các giáo viên đã xây đắp để tạo nên những bài học thực sự vui vẻ. Còn với môn tiếng Việt thì sao? Liệu người Việt có cần phải rất giỏi môn tiếng Việt không? Mình nghĩ là cần. Và vì vậy, chúng mình cùng với Pantado đã xây dựng nên một hệ thống các học cụ liên quan tới các cuốn sách để giúp cho trẻ thực sự vui vẻ và hứng thú trong quá trình học. Và đây, mình xin khoe với các bạn cuốn sách đầu tiên trong quá trình hợp tác cùng mình với Pantado. Đây là cuốn sách mở đầu đánh dấu cho chuỗi những sự thay đổi mà chúng mình sẽ hướng tới. Đấy chính là các bạn có thể cầm cuốn sách trên tay để học một cách thực sự là vui vẻ và hứng thú. Và không chỉ có cuốn sách này đâu, chúng mình còn rất nhiều những cuốn sách khác để có thể khiến cho ba mẹ cảm thấy rằng ồ, con của mình tự nhiên thích học, tự nhiên thích khám phá mà không cần phải hò hét. Và với những cuốn sách này thì cảm xúc chủ đạo mà các bạn đấy có được sẽ là vui vẻ, hào hứng. Và đó cũng chính là hành trình mà chúng mình sẽ giúp cho các bạn nhỏ cảm nhận về niềm vui, niềm hạnh phúc trong tất cả các khoảnh khắc của cuộc sống. Nếu mở cuốn sách này ra, các bạn sẽ thấy hình ảnh thì vui vẻ, rồi có rất nhiều những hoạt động vui chơi mà các bạn thực sự sẽ được đắm chìm ở trong đây. Và vì nó là một cuốn sách mầu nhiệm, cho nên chắc chắn nó sẽ mở ra rất nhiều điều thú vị ở đằng sau. Và đây mới chỉ là những điều mầu nhiệm đầu tiên. Hãy cùng cổ vũ và đón chào những điều mầu nhiệm mà chúng mình cùng với Pantado đang tiếp tục xây đắp để tạo nên những thế hệ em bé thực sự thích học, thích khám phá, vui với việc học, cảm thấy rằng lộ trình học tập của mình là một con đường thênh thang, rộng lớn và em bé hoàn toàn có thể tỏa sáng ở trong đó. Hãy cùng chúc mừng mình và Pantado với tác phẩm đầu tiên này các bạn nhé!